Hello, và chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì hôm nay đã là một phiên bản mới. Ui chà, mình sẽ tham quan sơ về cái phần giao diện thì cũng chưa thấy gì thay đổi cả, và thấy cái cục đầu ranh nó nằm trên đây rồi. Và đây mình có quà tặng gì đây, nhận được từ game Cụ Tạ. Rồi cảm ơn game Cụ Tạ đã tặng cho mình một bộ đi biển, nhưng mà đã có rồi, khổ quá, tặng bộ khác đi. Ok, bây giờ mình sẽ vào tủ đồ. Hòm báu. Đây mình có rồi, bộ này mình có rồi nha các bạn. Tặng 25 kim cương các bạn ạ. Thì thay vì có rồi nên là bây giờ tặng 25 kim cương. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần bộ sưu tập xem phương tiện gì đây. Cái này có thể là mình mua skin phương tiện này, sau khi leo lên xe thì nó sẽ thành như thế này. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng làm sao. Trời đất ơi, khổ quá, sao không có xe xanh. Mình thích chứ đâu phải, mình đâu thích chiếc xe này đâu, mình thích chiếc xe xanh thôi. Và phần cái gì lạ đây. Cái này là thẻ vô cực, mình nhận hết rồi, là thôi khỏi. Chúng ta sẽ vào vòng quay may mắn sẽ có những gì. Xe nó nằm trong đây, ok. Wow, đồ gì đây, ui cha, đồ ngon không. Wow, có thêm một cái bao lô này. Cái bao lô này mình thấy rất là quen, hình như nó bán ở trên shop Lazada thì phải. Cái này hình như 2 triệu mấy, nhưng mà nói chung là ở ngoài đời thiệt á các bạn, nhưng mà trong đây thì khác. Wow. Có cái ván gấu trúc. Trời đất ơi, áo kìa, nhìn giống như y chang BD Thái luôn các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ có hòm gì đây. Cái hòm này là cái hòm khi mà các bạn chết nha. Các bạn chết nó hiện ra cái hòm này nha. Còn gì nữa không? Mấy cái này mình nhận hết rồi. Wow, cái gì đây? Khung hình sở hữu hết rồi. Wow, thích thiệt. Mình rất thích chiếc xe cực kỳ nguy hiểm này. Đây, thanh niên xe cực kỳ nguy hiểm. Trời đất ơi, sao nó đẹp thế này. Nó có cái gì không? Giảm 10% đam nha các bạn. Được giảm 10% đam. Rồi, vòng quay thường thì... cái gì đây? Vòng quay thường làm gì có cái này nữa? Đậu xanh, đậu phòng, đậu đen, đậu đũa, đậu Hà Lan. Vòng quay thường có skin súng nè. Nhưng mà 3 ngày à. Vòng quay thường nó sẽ có cái bộ đồ đó nha các bạn. Vâng. Bộ đồ đây. Bộ đồ đường phố nè. Ra coi. Đậu xanh. Còn 300 kim cương à. Mình vô mình quay còn 60 kim cương à. Mình qua từ. Wow, cái chỗ phần shop nó đẹp hơn hẳn nè các bạn. Poloma. Nhân vật Poloma thì được 1099 kim cương luôn. Trời, đậu xanh. Lấy đâu tiền ra mua đây. Trời ơi, khổ quá. Này hút máu rồi. Còn cái gì không? Như vậy là hết rồi. Nhân vật trang phục thời trang ơi, có cái gì mới không? Áo thì cũng không có cái gì mới cả. Cũng như vậy. Cũng những bộ đồ cũ. Nhưng mà suy ra có mấy cái bộ skin. Trời ơi, tuyệt đẹp. Cực kỳ đẹp. Mình rất là thích. Vật phẩm thì vẫn chưa có gì mới. Bộ sưu tập quà tặng nè. Gì đây? 10 món. Sao mà quà tặng lại 25 kim cương ta? Kìa. Có gì đó là lạ ở đây. Quà tặng mà 25 kim cương hả? Hay hình như là gửi một cái hòm nha các bạn. Tặng kim cương hay là sao đó. Mình nói chung là nhận được một món. Đúng rồi, nhận một món quà tặng. Rồi bây giờ mình có 60 kim cương, mình vô quay đại luôn. Tèn 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 tèn. Băm 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 băm. Đậu xanh ra. Xui rồi. Càng được nhiều tỷ lệ, ok, cái này biết. Mỗi lần quay là tặng 20 kim cương, kinh. Thật là kinh khủng. Rồi,
Bây giờ thì mình sẽ vào cái map xem Rành Ngẫu Nhiên rồi Đảo Thiên Đường. Mình sẽ vào Đảo Thiên Đường xem có cái gì lạ hay là cái gì mới hay không. Vào đi, vào đi, vào đi. Đang háo hức lắm đây. Các bạn xem clip, nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu các bạn cảm thấy hay nhé. Thì phiên bản mới đã có rồi, chúng ta hãy vào chiến thôi. Như vậy là rất khoan 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 khoan, cái gì đây? Cái gì đây? À, sự kiện bộ đồ mới nè, nguyên cây màu vàng các bạn ạ. À, skin súng kìa, trời ơi đẹp chưa? Mình lại thích cái khẩu UMP này nữa chứ. Trời, đầu phòng. À, nhận có rồi mà. Nhận luôn. À, được 2 phiếu nè. Trời ơi, cái gì đây? Cá kiếm hóa thân là hóa thân của một chú cá kiếm. Hồi xanh, cái này là gì ta? Cái này là súng gì đây ta? Sơi tái kẻ thù hả? Ok, hay đó. Cực kỳ hay đấy. Rồi, phần cài bạn đặt có cái gì mới nào? Hãy bật lựa chọn này gì đây? Nếu Free Fire không hỗ trợ full màn hình, hãy thử bật lựa chọn này. À, hiểu 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 hiểu. Vậy là có full màn hình rồi, âm thanh nè. Đủ các kiểu, trời đất ơi. Tự động nhạc nữa các bạn ơi. Mở lên liền. Tự động nhạc nè. Tự động nhạc đồ nè các bạn nè. Bắn tỉa anh thả, thay đạn nhanh. Ok, nút nhắm bên trái. Vâng, đã có tự động nhặt rồi các bạn ạ. Cực kỳ hay luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thôi. Áo thủ đô nữa, con nữa. À, áo mới, trời đậu phộng, tưởng cái gì. Bịch cái này lên đầu cái coi. Ôi, à, cơ bản, không phải mặt nạ. Tưởng cái gì, làm hết hồn. Ok, còn 2 cái vô quay luôn này. Xe đâu? Nữa lại Misa. Áo khoác da gì từ lưa. Thôi vào. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Có phiên bản mới OB9 thì cảm giác nó rạo rực hẳn lên. Thì mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình để mình còn ra rất là nhiều clip cho các bạn xem, để mà nói chung là có một phần gì đó đóng góp cho các bạn, để mang tính chất vui vẻ cực kỳ vui khi các bạn đến với kênh của mình. Rồi, vào đi. Cái này thì mình bấm đứng một xíu rồi để cho nó vào nha các bạn. Rồi, thì ok, như vậy đã là vào rồi. Thử xem cái sảnh chờ nó có cái gì mới không nè. Wow. À, sảnh chờ nó hết hết nó hết quả banh rồi các bạn ơi. Bây giờ nó còn cái này không à? Đậu phộng, quả banh tôi đâu? Thề luôn, quả banh đâu rồi? Quả banh đâu? Quả banh đâu? Ok. Như vậy là các bạn không thể chơi vào gôn như lúc trước được nữa, vì đã hết mùa World Cup rồi. Và bây giờ thì chỉ có bay lượn và đáp xuống. Bông. Ôi, xém chút nữa là tới rồi. Không biết đáp từ trên kia đáp xuống quả banh này có bị gì không ta. À, cái lớp xe này có bị gì không ta. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ vào, mình sẽ tìm những thứ mới mẻ trong cái bản đồ này. Liệu rằng có bị gãy giữa chừng thì các bạn đừng có buồn nhé. Thì mình sẽ làm trận khác nữa, lo cái gì. Mình thích chiếc xe lắm luôn, gì đây. Ui. Máy bay nó được gần hơn một xíu nè các bạn. Này, màn hình máy bay nó được gần hơn một xíu nè. Map bản đồ sao? Vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì nhiều. Ánh sáng được trau chuốt thêm một xíu, ánh sáng bản đồ nha các bạn. Cực kỳ sáng luôn, mình rất là thích, cực kỳ thích. Rồi, để mình xuống coi có cái nhà gì thay đổi hay là cái gì không. Ừ.
Nào 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 nào, xuống thôi xuống thôi. Biết vậy mình lựa một thằng nhân vật đẹp trai một xíu rồi. Đây nhìn giống bán xà bông bán xà phòng quá. Nè, có thanh niên ở trên đầu mình kìa. Đậu xanh, đậu đỗ, đậu đen, đậu Hà Lan. Không biết thanh niên này nó sẽ nhảy xuống đâu đây. Nhưng mà không quan tâm. Việc mình nhảy, việc họ nhảy. Bây giờ mình xuống thôi. Không biết vào lọt cửa sổ không nữa. Ơi lọt thiệt kìa. Đậu xanh lọt cửa sổ dưới. Wow. Ok, như vậy là cái phần mà nhặt súng nó được to thêm một xíu ngay cái điện thoại của mình rồi. Ơ, tự động nhặt luôn kìa. Đậu xanh, đậu đũa, đậu đen. Kinh chưa, kinh chưa? Kinh chưa, các bạn thấy kinh chưa? À, tự động nhặt luôn các bạn ạ. Này, đấy, các bạn thấy chưa? Tự động nhặt luôn, hay 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 hay. Mình rất là thích. À, mấy cái này nó không tự động nhặt nha các bạn. Nè bom nè. À bom mình phải nhặt. À có quả bom mới. Đây 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 đây. Rồi rồi mình sẽ thử cho các bạn xem. Tự động nhặt đạn nhặt súng luôn. Bom mới nè các bạn nè. Ok. Hay 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 hay. Được 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 được. Ánh sáng. Trời ơi ánh sáng đẹp ghê á. Cái map gì mà nó đẹp kinh khủng luôn. Thật không thể tin nổi là cái map nó đẹp như vậy luôn á. Tự động nhặt này thì nó hơi ngáo ngáo một xíu nha. Ơi ơi, sao mình nãy giờ mình kẹt đạn hoài ta? À, có thanh niên. Chạy, chạy đâu thanh niên, thề luôn. Ơi, ba lô, ba lô. Ơi, nón, nón, nón. Nè, tự động nhặt nón nè các bạn, thấy chưa, thấy chưa? Tự động nhặt đạn nè. Ôi, chưa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test thử qua bom cho các bạn xem. Bom này là bom thường nha các bạn. Bom thường. Có thanh niên chạy vô đây nè. Từ từ mình xử luôn cái thanh niên đó ra. Rồi xong, bất tử luôn. Thanh niên thề luôn á. À, à bên đây có người đang bắn. Thì mình sẽ thử quả bom kia. Cự ly của nó cũng xa đó các bạn. Xa.